nơi Trịnh Xuân Thanh tị nạn. Thế là đã hơn 2 tháng từ khi ông Trịnh Xuân Thanh chính thức không có mặt theo yêu cầu của Hậu Giang, và cũng có thể coi như đó là thời gian ông Thanh mất tích đầy bí ẩn. Đã có nhiều tin đồn thổi, ông ở nơi này, nơi nọ ngoài biên giới. Đã có cả những câu hỏi về có hay không việc mở cửa bao che cho ông Thanh ra đi. Và giờ đây, mọi việc đang dần sáng tỏ khi trong buổi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng vào ngày 4 tháng 10, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư chính thức cho biết Trịnh Xuân Thanh đang ở một nước châu Âu. Đang xem xét kỷ luật thì Trịnh Xuân Thanh trốn đi nước ngoài và bay sang châu Âu. Thời điểm đó quy trình chưa đến mức khởi tố nên chưa tổ chức các lực lượng giám sát và có quyền giám sát. Sau khi khởi tố rồi thì cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế để bắt Trịnh Xuân Thanh về quy án. Vấn đề bây giờ là ở chỗ có tìm ra Trịnh Xuân Thanh hay không, và câu hỏi này đã được Chủ tịch Trần Đại Quang, người từng nhiều năm lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, đi đâu rồi cũng bị lôi ra ánh sáng. Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 10, Chủ tịch nước nói: các cơ quan chức năng đã vào cuộc tích cực, kiên quyết làm sáng tỏ vụ việc Trịnh Xuân Thanh. Dù có lẩn trốn đi đâu thì đối tượng tham nhũng, vi phạm pháp luật cũng bị lôi ra ánh sáng. Phải điều tra xử lý đến nơi đến chốn, không có vùng cấm, không chịu áp lực nào trong phòng chống tham nhũng lãng phí. Khẳng định này hoàn toàn có cơ sở, bởi nhìn lại các sự kiện trước đây như vụ bắt Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, chúng ta càng tin tưởng vào tuyên bố của người đứng đầu nhà nước. Cả Dũng và Đạt đã từng tìm cách trốn ra nước ngoài, thậm chí Giang Kim Đạt còn lẩn trốn nhiều năm, tưởng đã cao chạy xa bay nhưng vẫn bị lôi về để đứng trước vành móng ngựa. Việc bắt giữ Trịnh Xuân Thanh sẽ diễn ra thế nào? Trả lời báo chí hôm nay, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính Tư pháp Bộ Công an cho biết, hiện nay Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức chưa ký kết hiệp định tương trợ về tư pháp, nên giả sử Trịnh Xuân Thanh trốn ở đây thì sẽ gặp những khó khăn nhất định. Theo Thiếu tướng Quân, dù Việt Nam và một số nước chưa ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự riêng với nhau, nhưng hai quốc gia vẫn có thể áp dụng các điều ước quốc tế liên quan mà cả hai quốc gia là thành viên. Khi đó, về vấn đề dẫn độ tội phạm có thể thực hiện theo thỏa thuận giữa hai chính phủ trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, nhưng không trái với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế và tập quán quốc tế. Trả lời câu hỏi, giả sử Trịnh Xuân Thanh trốn sang Canada hoặc một số nước khác mà phía Việt Nam chưa ký kết hiệp định tương trợ về tư pháp và hình sự thì việc bắt giữ dẫn độ sẽ như thế nào? Thiếu tướng Quân cho rằng, việc bắt giữ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, song không hẳn là bế tắc. Trong trường hợp đó, sẽ vận dụng quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bàn bạc thương lượng cụ thể. Dĩ nhiên sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì trong thực tế nhiều quốc gia cũng không dễ dàng dẫn độ được tội phạm từ Canada về nước, Thiếu tướng Quân nói. Đối với một số quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm như Hàn Quốc, Liên bang Nga, Ba Lan hay Lào thì Việt Nam sẽ phối hợp để dẫn độ ông Thanh về nước. Còn với các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Canada, Úc, phần lớn các nước Mỹ Latin, Châu Phi, Tây Á, chúng ta chưa ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về dẫn độ tội phạm, việc chuyển giao ông Thanh về nước sẽ khó khăn hơn. Ai đã bao che cho ông Trịnh Xuân Thanh? Bài đăng trên báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, từ chuyện còn con là cái biển số xe trắng xanh lẫn lộn. Giờ đây, sau điều tra của báo chí và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, người dân mới ngã ngửa với con đường thăng tiến của vị nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Một nhà lãnh đạo doanh nghiệp làm ăn thua lỗ 3.200 tỷ đồng, ông Thanh được luân chuyển làm vụ trưởng, tránh văn phòng ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Dù không nằm trong diện cán bộ Trung ương được luân chuyển về địa phương, nhưng ông Thanh vẫn được chuyển về làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Chưa hết, ông Thanh còn được giới thiệu để bầu vào Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất với tỷ lệ trên 75%, cao nhất ở Hậu Giang. Câu hỏi đặt ra, vì sao con đường công danh của ông Thanh lại ngoạn mục như vậy? Và chắc chắn một điều, một mình ông Thanh không thể làm nổi. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, liệu đứng sau ông Thanh có ai đỡ đầu, có ai bao che? Nhóm người này đã thực hiện những hành vi tham nhũng trong công tác dân sự cấp cao. Ai khen thưởng, ai đề đạt, ai luân chuyển thì phải kiểm tra và phải chỉ rõ cá nhân nào. Đây là câu hỏi mà các cơ quan chức năng liên quan của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là các ngành tổ chức phải chịu trách nhiệm trả lời Tổng Bí thư. Bởi không thể nào một vấn đề lớn và nghiêm trọng như vậy mà không rõ địa chỉ trách nhiệm. Đã có dấu hiệu tham nhũng, có nghĩa là dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì từ lãnh đạo cho đến người dân bình thường đều phải bình đẳng với nhau.
đều làm theo pháp luật và xử lý theo pháp luật. Tham nhũng cán bộ, tham nhũng chức quyền còn nguy hại hơn cả tham nhũng tài chính. Vì tệ nạn tham nhũng này chính là giặc nội xâm. Nếu không đánh được giặc nội xâm thì đánh được ai? Vì thế, bất kỳ ai có dấu hiệu tham nhũng thì cần phải thanh tra, xử lý theo pháp luật. Không chỉ là cá nhân đó mà cả những cá nhân, tổ chức liên quan thì mới có thể xử lý tận gốc vụ việc. Qua vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh phải rà soát toàn bộ quá trình từ khi ông Thanh lên làm lãnh đạo doanh nghiệp gây thua lỗ hàng tỷ đồng. Thua lỗ như vậy thì ai đề bạt ông đưa ông lên làm vụ trưởng, tránh văn phòng ban cán sự Đảng Bộ Công Thương. Sau đó về Hậu Giang làm chủ tịch tỉnh, được bầu làm đại biểu Quốc hội. Phải chỉ rõ cá nhân nào, bộ phận nào, cấp nào đã đưa ông Thanh lên những vị trí lãnh đạo như vậy thì dân mới tin. Người dân mong muốn các đồng chí lãnh đạo phải có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh để lãnh đạo đất nước. Quan trọng nhất là phẩm chất và phẩm chất người lãnh đạo trong vụ việc này phải xử lý triệt để, không nương nhẹ, không cảm tình, mà phải vì dân, vì nước. Gia cảnh của Trịnh Xuân Thanh như thế nào? Ông Trịnh Xuân Thanh sinh ngày 13 tháng 2 năm 1966 tại huyện Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Thanh là con trai của một cựu cán bộ tại Ban Dân Vận Trung ương. Ông lớn lên tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Ông Thanh có trình độ học vấn cử nhân chuyên ngành quy hoạch đô thị tại Đại học Kiến trúc. Năm 1990, ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội. Từ năm 1990 đến năm 1995, ông làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, sau đó trở về Việt Nam. Ông Thanh có 4 con, trong đó có 2 con nuôi, 2 trai và 2 gái. Con gái út mới 4 tuổi, con trai lớn của ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Hùng Cường, 24 tuổi. Theo Dinh, trong báo cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác cán bộ tại Công ty Cồn Rượu Hà Nội Halico, lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Rượu Bia và Nước Giải Khát Hà Nội Habeco cho biết, ông Trịnh Hùng Cường, con trai ông Thanh, về làm việc tại Halico từ cuối năm 2015. Do nhu cầu tuyển dụng vị trí trợ lý giám đốc, ngày 8 tháng 10 năm 2015, Halico tổ chức phỏng vấn tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc theo quy định đối với ông Trịnh Hùng Cường, trình độ cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Queen Mary, Vương quốc Anh. Sau một thời gian làm việc, công ty nhận thấy ông Cường là cán bộ trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn phù hợp với công tác thị trường. Căn cứ trên nhu cầu cán bộ, định hướng của hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty, đề xuất của phòng ban chuyên môn, ông Cường được bổ nhiệm làm phó phòng truyền thông marketing vào ngày 1 tháng 4 năm 2016. Một tháng sau đó, phòng truyền thông marketing đã tiến hành họp và đồng thuận nhất trí về việc ông Trịnh Hùng Cường phụ trách phòng này. Em trai ông Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Tiến, hiện đang làm tổng giám đốc công ty cổ phần dầu khí Sông Hồng, bộ phận xây dựng. Toàn cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh và những sai phạm. Lộ nhiều sai phạm bắt nguồn từ xe biển xanh. Trước đó trên VTC News đưa tin, cuối tháng 5 năm 2016, dư luận trong nước xôn xao về chiếc xe ô tô Lexus LX570 có giá trị gần 6 tỷ đồng, gắn biển kiểm soát công vụ 95A0699, lưu thông trên nhiều khu phố của Cần Thơ. Cơ quan chức năng xác định, chiếc ô tô Lexus LX570 nói trên là phương tiện đi lại của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên vụ trưởng tránh văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Các báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán cho thấy, trong giai đoạn năm 2011 đến năm 2013, với vai trò đầu tàu tại PVC, Trịnh Xuân Thanh đã để xảy ra thua lỗ khoản tiền hơn 3.200 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 6 năm 2016, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ông Trịnh Xuân Thanh đã trúng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang với tỷ lệ 75,28% phiếu tán thành. Cũng trong ngày 9 tháng 6, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Ban Cán sự Đảng, các Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khẩn trương xem xét, kiểm tra, kết luận những nội dung báo chí và dư luận đã nêu gần đây. Ngày 8 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 đến năm 2016. Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã kết luận một số nội dung, biểu quyết 100% bằng phiếu kín, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với Trịnh Xuân Thanh. Ngày 16 tháng 9,
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng trong quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự. Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.